nên là cái Sáng này đó khí, tức là là trang để bố giống nói, để bố tổng nói mỹ chung, trang. nói chung là Ok nó rất là xàm xí, và nó một cách đó một cách khác. Thường thường con người ta nói là không có trước thì không có sau, không am hiểu lịch sử thì đương nhiên không hiểu được sự lịch sử cận đại. Lý do như ông nói này là lý do tại làm sao đất nước Việt Nam tới bây giờ mà còn chậm phát triển hơn Mỹ. Cái điều đó ai gây ra? Thực dân, đế quốc Pháp, Mỹ, Anh, Nhật, các cái là làm cho con người ta, làm cho đất nước mình tụt hậu. Và những năm gần đây, nói một cách khác 20 năm thôi, không có nhiều, thì nước Việt Nam chúng ta nó đã có một cái sự gọi như là cố gắng vượt bậc một cách ngoạn mục. Mà cái đây không phải là người Việt Nam nói, và báo chí quốc tế và những ngân hàng International Bank rồi những cái mà quốc tế này họ đánh giá, chứ không phải riêng mình Việt Nam mình không có tự đề cao. Nói như vậy để mình hiểu là cái sự vươn lên, cái sự cái sức sống, sự sáng tạo, cái sự cố gắng của đất nước Việt Nam mình rất là tuyệt vời. Ở đây mình không nói thể chế là bởi vì sao? Tại vì chúng nó mới làm cho con người Việt Nam tạo yêu mến cái thể chế này. Nói thẳng một câu như vậy cho nó tròn là bởi vì sao? Cộng sản ra đời 100 năm rồi, và trong suốt thời chiều dài đây 100 năm đó nó có nhiều đảng phái, rồi nhiệm nhiều đảng phái, nguyên tiêu gì đảng phái, trước có Bác Hồ cũng nhiều đảng phái, nhưng tất cả mọi đảng phái kia đều bị tiêu diệt mai một với thời gian. Trong đó có Duy Tân nè, Phan Bội Châu, rồi nhiều đại khái là rất là nhiều, mình không biết là sao mình kể hết được, nhưng mà có nhiều đảng phái. Rồi có hai thể chế Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhất và đệ nhị, cũng yên cũng nhiều đảng phái, nhưng mà tại làm sao họ là chọn thể chế của cộng sản là bởi vì người dân họ muốn như vậy. Tôi nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rồi, bởi vì sau khi xét đi xét lại, không ai lèo lái con thuyền định mệnh của quốc gia hay cho bằng cộng sản, đơn giản vậy thôi. Là bởi vì thường thường một quốc gia mà cái yếu tố nhân bản nhất á, là cái nền tảng, cái gây, cái móng của một cái đất nước là phải là người dân. Người dân không bằng lòng là ai hết đi, bằng mọi cách không làm được cái này cũng làm được cái kia là phải đi thôi, không sớm thì chạy. Nhưng mà tại làm sao cái đất nước này đứng vững cả trăm năm nay mà do là đảng cộng sản của lãnh đạo. Ở đây ta không bưng bô, ta cũng không đề cao, ta cũng không có gì cả, nhưng mà mình phải có cái điều này, mình phải xác nhận một cách khoa học tại làm sao nó được như vậy, và tại làm sao nó lâu bền như vậy, và tại làm sao không suy xuyển như vậy, thì mình mới hiểu, mình giải thích một cách logic khoa học. Thì bởi vì họ nói một cách đơn giản như vậy là tao đã về Việt Nam rất là nhiều lần, mà về kỳ rồi là 6 tháng trời tôi đã nghiệp. Người dân Việt Nam họ hài lòng trong cuộc sống hiện tại của họ, mặc dù họ không Đúng giàu bằng nước Mỹ. hay là không mới quan trọng. Cái điều đó quan trọng là bởi vì sao? Suốt chiều dài lịch sử 100 năm nay, người dân Việt Nam là một người dân thuộc địa mà, nô lệ. Họ không phải là con người, mà họ là một con vật do những người ngoại bang đưa về. Tao đi ra Bà Nà Hills, tao đi du lịch đó, thì những người dân bản xứ đó hỏi bác có biết là ở đây những bụi cây ngọn cỏ mà đi lên cái chỗ cái đèo mà cái đỉnh đồi mà Bà Nà Hills là xác người Việt Nam cái là phu khai thác mỏ cho Tây á. Ở đây cây cao su là mỗi cây cao su là có một xác người Việt nằm ở dưới, đau thương chồng chất xảy ra tới chiến tranh hai miền Nam Bắc tới năm 1975 mới chấm dứt chiến tranh, rồi gây dựng lại từ một cách đống gạch hoang tàn đổ nát, dân khổ dân đói, ai cũng biết điều đó cả. Có nhiều người ra nước ngoài vì kiếm ăn, có nhiều người đi rồi, tao nói rồi không có chính trị con mẹ gì đây cả, chỉ có một số thành phần đi đầu tiên, chẳng hạn như Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Cao Kỳ, những cái tướng mà tá mà đi đầu cái đầu tiên là không có chính trị luôn, tao cũng nói không phải đi, nhưng mà vì họ sợ chết, là bởi vì họ nghĩ trong bụng rằng Việt Cộng nó vô là mình chết, cho nên phải đi bằng bất cứ thế nào cũng phải đi. Là bởi vì tao cũng từng nói rồi, cái chiến tranh chính trị của cái quân đội cũ, quân đội Việt Hòa đó rất là lớn, rất là mạnh, tuyên truyền hàng ngày, báo chí, phát thanh, ca sĩ, thậm chí bạn nghĩ rồi coi thời đó những cái ca sĩ, những nhạc sĩ trong thời kỳ đó là đều là tâm lý chiến cả, từ Nhật Trường, từ Thịnh Thanh, nói chung là Thanh Tuyền, Giao Linh Chế, nói chung là hầu như nằm trong bộ máy tuyên truyền cả, từ lời ca tiếng hát trên tất cả. Thành ra vì cái đó anh làm lính binh nhì thì đơn thân độc mã như tao thì chuyện khỏe re không có lì cả, nhưng mà khi càng lớn như nào thì cái sự tuyên truyền nó thấm, nó đậm nhiều hơn nhiều. Thằng tiểu đoàn trưởng
nó có thể tự sát, siêu trưởng tự sát là bởi vì nó sợ. Vì cậu vô thế nào nó cũng xử, đủ với nó, mình không bắn nó bắn mình, bây giờ tao chết trước, thế thôi, đơn giản thôi, đủ chính trị thêm con mẹ gì, nó nói vậy. Và khi người ta đã bỏ rước tao ra đi, tao đứng ngoài chẳng hạn như ông Thiệu, ông Kỳ, những cái ông Trần Dân Đôn, những cái con cấp lãnh đạo ngày xưa đó, thế đó, có ai bao giờ nói một câu nào? Bởi vì họ biết thời cuộc và họ hiểu là cái tình thế của đất nước họ là như vậy, và xúc động nó thẳng lại cho Kỳ. Nguyễn Cao Kỳ cũng vậy, và ông Nguyễn Thiệu cũng vậy, đó là hai vị nguyên thủ thời đó, một ông là thông thống, một ông là phó tổng thống. Ông phó tổng thống thì nói nước có mất cho Tây cho Tàu gì đâu mà phải đi đò lại. Tôi cũng muốn giống như các anh bên kia, muốn thống nhất đất nước mà chúng tôi làm không được, các anh bên kia làm được, thì tại sao chúng ta lại không kết hợp? Đó là Nguyễn Thiệu nói. Đúng không vậy? Đúng vậy không con Trung? Đúng rồi. Dạ nhất trí luôn. Cái thứ hai là ông Nguyễn Thiệu trong cuộc họp báo năm 1992, ông trên khi ông qua California để mà ông để người ta phỏng vấn ông thì ông có nói một câu về thời cơ này là thời cơ ngàn năm một thuở. Mày có nghe nói câu đó không? Đất nước Việt Nam hiện giờ là coi như ngàn năm một thuở. Nếu phía bên kia, phía bên cộng sản đã không được chớp thời cơ này thì gây dựng đất nước là có tội. Nói chung là ông nói rất là hay. Tao chỉ có một câu ngắn thôi. Và ông giải thích tại làm sao 16 ký vàng của ông không đem qua được. Nói nôm na cho bây giờ không có rằng tên nhiều. Nếu cần gõ Google hoặc là gõ bên YouTube Nguyễn Văn Thiệu phát biểu có hết. Thì ta hỏi mày hai vụ, hai cái vị lãnh đạo của một thể chế Sài Gòn cũ đó đã nói những câu như vậy thì tụi này là nghĩa địa gì? Nói chung là khi tụi này nó lên trong nó không phải để mang dòng báo, nó còn có con mẹ dòng báo gì đâu, còn bị quân ngụy quyền gì đâu, toàn là xanh thứ xanh sao để muộn không, mà nó có biết cái gì đâu, F2 F3 không, lấy cái gì thù hằn, thù hằn ai? Không còn đề tài gì nữa cả, xoáy quanh vào cái chuyện mà an sinh xã hội, mà nó đất cái biết xã hội an sinh xã hội là cái gì cả, nó thẳng lại vậy. Tân đi thích rồi, không thể nào đem đất nước Việt Nam mình so sánh như một cường quốc mà xây dựng đất nước 300 năm nay, mà nó không so sánh với ai chứ, mà nó chỉ so sánh với nước Mỹ thôi, nó quái đản không, nó kỳ cục như đó, mà nó không hiểu gì an sinh xã hội chứ, nó tào lao thiệt. Bởi vì ta ghét tôi mới lên thổ nổi, bởi tôi nói thiệt mày không? Nói cho nó vui chơi. Bố lên bố thấy con với thằng con thằng thư quan ngồi đây là bố vững rồi, bảo đảm mày là tụi nó không có làm gì con mẹ gì đâu, nhưng mà có điều à, tao thấy ngứa mắt quá, đủ má chột giọt là đủ má. Rồi ra tao lên tao làm cho một tăng cho nó sướng miệng, thằng chất ra mà dễ nghĩ tới già tới chết tụi nó không muốn, nó hiểu hết. Nhưng cái cố chấp, cái sự hận thù cá nhân, cái sự mà tao nói mày rồi, tao coi mấy bữa nay tao nói thiệt tụi bay, tao cũng vui lắm, tao khoái lắm, tao bị bệnh mà tao nói bây giờ tao ở nhà tao coi cái gì đó, với cái đội săn bắt cướp của thành phố mình nè, Biên Hòa có, Đồng Nai có, Bình Tân có, Thủ Đức có, nói chung là Sài Gòn có, thành phố Hồ Chí Minh có, nói chung tất cả các quận đều có săn bắt kiếm. Ta mới nói rồi đó, hầu như tất cả những người đó họ đều tự nguyện, họ làm những công việc mà hầu như không ai bước ra làm cả, nhưng mà họ chấp nhận làm gì đó. Đó người Việt mình làm như vậy đó. Thì ta hỏi mày làm gì có cái cửa mà tụi nó vô đây, không có cửa. Bởi ta mới nói mà rồi, cái camera chạy bằng cơm ở Việt Nam nó đập rất từ ngang cùng ngõ hẻm từ đâu vậy, lạng hoạn về là chết liền, nó đừng dẫn lượng giờ lớn vậy. Bây giờ người dân Việt Nam mình, tao về mấy tháng tao mới hiểu là họ an bình và họ bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Cái thằng bán vé số cũng bằng lòng, thằng bán xe, cái thằng đi xe Grab nó cũng bằng lòng. Đôi lúc nó có thể là bị hoặc là nó bị stress hoặc là làm không có tiền, nhưng mà đó là chuyện nhỏ, rồi nó cũng trôi đi qua thôi. Và ta nói thẳng với mày, không có cái đất nước nào mà nó nhân văn giống như nước Việt Nam. Nhân văn từ cái chỗ một tình người con người, mất xe ăn trộm xe, có người hy sinh đi kiếm dùm đề đó. Rồi nhân văn ở chỗ là khi đi về quê ăn Tết không đi ngang đường là phải được đổi nón, đổi mũ bảo hiểm, chế chăm xăng thêm, rồi khăn lạnh, rồi bộ bảo hiểm đổ bảo nói mà bị bể, đổi bảo hiểm mới, ân cần dặn dò trước khi đi về. Mà có đất nước là giống vậy không? Thành ra tôi nói bạn nghe, độc đảng hay là đại đảng đối với tao không quan trọng. Và bây giờ tao dẫn chứng cho bạn nghe, nước Mỹ bây giờ nó hầm bà lằn sắn cấu đến mức độ nó te tua thôi. Và những cuộc thảm sát mới xả súng mới xảy ra, các con cũng đã biết rồi, lên đài lên báo biết rồi, biết hết rồi, thấy không? Nó bất ổn. Và các con người ta, mà tôi nói mày nghe giống như vậy, khi có người ta chịu cực chịu khổ không quen, cái hay của Việt Nam mình là chứ, cứ
cái đôi chân người Việt Nam bước lên từ những cái chỗ cái sự bần cùng để tao thành ra khi tao bước đi, tao bước rất là chắc, bởi ta sợ sụp nó một cách đơn giản cho mày hiểu rồi, giống một kiểu vậy. Ta khi đã bước được rồi là phải bước cho cứng, bởi vì người Việt Nam chúng ta đã hiểu quá rõ cái điều đó, họ hiểu quá rõ về chiến tranh, họ hiểu quá rõ về đất nước ngoại bang xâm nhập vào, họ hiểu tất cả mọi thứ, nó không phải đơn giản, nó người ta không phải là con nít để tụi mày lừa gạt, sản chỉ đúng. Cái người dân Việt Nam bây giờ họ am hiểu đàn bà thôi đấy nha, họ am hiểu chính trị gấp mấy lần tụi bay. Tao chưa kể mày cái vụ này nè, tao nghe nói là tao cũng đâu biết, tao đọc tin tức tao nghe nói cái con Thùy Dương về nước, tao mới gọi điện thoại về nhà, tao gọi cái bà bán gạo, chắc thư quan biết mà. Bà nói chứ đủ, bà nói về tôi lấy guốc, tụi tao đứng chờ chứ sân bay, nó mới xuống tao đập đũa vô mặt nó, đó là đàn bà đó. Họ phẫn quốc, họ thù những cái người nào, họ căm thù những người nào mà nói một cách khác, họ dùng cái từ rất là bộc mặt, họ nói xấu đất nước ta là tao quýnh. Bà không biết chính trị với anh gì cả, nhưng có cái điều họ đang sống trong một cái cuộc sống mà họ cảm thấy là vô tư, cái gì cũng vui vẻ, ngày nào cũng cười hỉ hả. Nói chung là họ rất là vô tư và họ hạnh phúc cái mà họ có ngay bây giờ, họ hài lòng và họ thỏa mãn được rồi, đơn giản vậy thôi. Mẹ còn tàu lao cái thứ rượu mà gì đâu lên ngồi phát thì thánh cái rượu mà nó tuần tàu tầm 7 tầm 3. Rõ ràng đây là con Quỳnh đi là cũng là phụ nữ đó, nhiều khi họ còn am hiểu lịch sử hơn tụi nó, bởi vì khi nói ra nhắc lại đất nước Việt Nam nghèo do đâu, tại làm sao mày ở nửa bản cầu kia một nửa quả đất á, tao đâu có quen biết gì mày đâu, tự nhiên mà chung qua đây mà quýnh tao. Bữa khác đi anh đi Trần, cũng khuya rồi, hồi nãy mình cũng tính xuống live rồi thì có cầm cũng muốn lên cũng nói chia sẻ một tí thì mình đã cho ông chia sẻ. Từ bên mình cũng khuya rồi, mất thời gian nha đi Trần nha. Cái gì bữa sau anh mà thấy rõ ràng độ cái ngôn từ mà cái tụi này mà khi mà nó có một cái tư tưởng gì mà nó không thích ở đất nước mình á, là bắt đầu nó dùng những cái từ rất là buồn cười. Nó bao nhiêu tuổi? Tao năm nay 71 tuổi. Nó kêu tao bằng cháu nó, cho là tao là cháu nó, mà thấy không? Thứ mất dạy vô cùng. Nó thể hiện ông bà quá ngôn từ. Con nói cho bố nghe nè, cái nước thi NH này con biết nó là cái thể loại gì. Chẳng qua mấy thằng này là cái trò gì bố hiểu không? Nó vào nó cố tình nó chọc như vậy á, để lóc nó. Rồi về nó khoe với bài đàn của nó đó. Nó khoe bài đàn của nó rồi thấy tao ghê không? Ủa tao vô tao chọt một hai câu là nó lóc tao liền á không? Cái trò chả, con đó nó rồi. Ờ, à, ghê lắm. Đi lên. Đi cái trò của mấy thằng này, có, cái tuổi. Tao nói mà rồi, nói chuyện tao nói nhất là khi nói chuyện với tao là phải có tư liệu, phải có sách vở, phải có hình ảnh, phải có đầy đủ yếu tố. Có thường thường tụi nó rêu rao Việt Cộng cái gì, Việt Cộng nó sẽ ác như dân tàn gì khôn nhạc, nói chung là tất cả cái gì tội lỗi đâu. Thì tao mới hỏi một câu gì, thì mày cho tao hình ảnh, mày chứng minh cho tao tư liệu, mày chứng minh cho tao biết cái gì mà Việt Cộng nó ác, nó bắn mày, nó đủ thứ, nói chung là mày cho tao biết đi. Mình nhưng mà quan trọng nhất là phải có tư liệu, phải có nguồn, là phải có hình ảnh, phải có đầy đủ. Từ xưa giờ tao nói là trên cái like của mày hình như là cả hàng trăm ngàn lần rồi, có thằng nào đưa lên được cái gì không? Mà tao tính chứng okay, mình được. Ok thì thôi bố chỉ lên cuối like rồi thì bố lên bố nói gì thôi, chứ còn thực chất thì cũng để cho mày ngủ chứ không có gì, khuya rồi. Ta lái ta bệnh, ta không có muốn lên, nhưng mà tại hôm qua đây mình ta thấy này ta ghét quá, tao lên tao nói một hồi vậy, bởi vì không phải một mình nó ở nước Mỹ, rất là nhiều người ở nước Mỹ, và họ hiểu rằng có nhiều người ta không muốn lên hoặc là ta không muốn nói, nhưng người ta âm thầm. Đây là một cái minh chứng hùng hồn nè, một cái đơn giản thôi nè, cái Tết kỳ rồi nè, mày nãy mày nói đó, người Việt ở Mỹ về sân bay sân thứ nhất mà đến muốn chết luôn, có nghĩa là nếu họ ghét Việt Nam thì họ đâu có về. Ai cũng nhớ tới quê hương cả, ai cũng muốn về cả, ai cũng lo kiếm tiền xong là cuối năm là dọt về quê ăn Tết, về Việt Nam ăn Tết. Nó thẳng là như vậy. Đó là cái minh chứng hùng hồn. Okay. Đừng có láo xả. Đúng không? Ok, thôi cho bố xuống. Ok, con có cái gì được con nghỉ. Ok. Cảm ơn bố.